Bữa nay cho bạn gái mình tập bay fly cao. Bay xịn lắm nha. Bay đó, hơi bị bay hơi bị lụa luôn. Bay ẩu ẩu giá màng luôn. Cảm ơn các bạn vì đã quay trở lại với channel của Thịnh. Video ngày hôm nay thì Thịnh muốn chia sẻ với các bạn những cái kinh nghiệm của mình để mà có thể chụp ảnh đẹp hơn với drone, cũng như là mình sẽ chia sẻ với các bạn những cái ý tưởng để mà chụp ảnh bằng drone làm sao cho nó xinh đẹp như nhau luôn. Ok, trên tay mình hiện đang cầm cái chiếc Mavic Air 2S. Cái điều đầu tiên để mà các bạn có thể chụp được những bức ảnh bằng flycam thì các bạn cần phải có một chiếc flycam. Như ở trên tay mình hiện đang là một chiếc Mavic Air 2S, là một cái chiếc mới ra, một cái phiên bản nâng cấp của chiếc Mavic Air 2. Với cái chiếc này thì mình sẽ có được một cái camera chất lượng tốt hơn so với Mavic Air 2, với cảm biến 1 inch và 20 megapixel. Chụp được file RAW 20 megapixel là khá là dữ đối với một cái chiếc drone như thế này. Khi mà các bạn tìm hiểu về nhiếp ảnh qua drone thì mình sẽ có một cái từ khóa giúp cho các bạn dễ tìm hơn những cái hình ảnh đẹp, đó chính là aerial photography. Thì khi mà các bạn gõ cái từ khóa này lên Pinterest và lên Google thì các bạn sẽ thấy rất là nhiều hình ảnh đẹp. Nếu mà các bạn thắc mắc là làm thế nào mình có thể chụp được những bức ảnh đẹp như thế thì các bạn hãy xem thật nhiều hình ảnh đẹp đi cái đã, rồi các bạn hãy cảm nhận là vì sao mà nó đẹp, rồi bắt đầu mình sẽ bước qua cái tip thứ hai. Các bạn đã xem xong những cái hình ảnh đẹp trên mạng, sau đó các bạn có thể tìm hiểu xung quanh các bạn có chỗ nào đẹp giống vậy không, hay là đất nước của mình, hay là những cái nơi mà mình có dự định đi du lịch đến đó có cái gì đẹp không. Và cách lên Google Maps tìm hiểu trước cái thông tin về địa điểm mà chúng ta sẽ đến, mình zoom lại nhìn dưới góc độ của Google Maps để mà xem coi nó đẹp như thế nào, sau đó mình đến đó mình chụp, mình sẽ đỡ bị bỡ ngỡ hơn, lúc đó mình sẽ làm việc trôi chảy hơn. Kiếm chỗ chụp khó ghê tao ơi. Thời điểm chụp cũng rất là quan trọng. Ví dụ như các bạn đã xác định chụp ảnh đêm thì các bạn có thể đi vào cái khung giờ blue hour cho đến đêm khuya. Còn nếu mà các bạn chụp vào ban ngày thì mình khuyên các bạn nên chụp vào những cái khung giờ vàng, vào lúc bắt đầu bình minh và gần hoàng hôn. Còn mùa hè mình thường thường mình bắt đầu đi vào khoảng 3 giờ rưỡi cho đến 4 giờ. Lúc đó là cái khoảng thời gian có nắng đẹp nhất. Khi mà các bạn chụp giữa trưa thì nắng rất là gắt mà nó rọi trực tiếp vào, mà khi mình chụp thoát sót thì gần như các cái chi tiết nó sẽ bị phẳng lì ra, tại vì cái chỗ nào nó cũng sáng đều với nhau. Còn khi mà các bạn chụp ánh sáng mà buổi sáng sớm hoặc là chiều tối thì cái ánh sáng nó sẽ xuyên, giúp cho cái vật thể của chúng ta nó có cái độ nổi khối và cái chi tiết nó sẽ lên tốt hơn. Làm sao để mà mình chụp ảnh đẹp hơn? Nếu như mà các bạn đã thỏa mãn được ba cái điều kiện ở đầu rồi thì cái điều kiện thứ tư các bạn cần thỏa mãn là các bạn phải nắm vững về bố cục nè, các cái nguyên lý hình học, các nguyên lý về màu sắc, vân vân. Bây giờ thì hãy cùng vô cái phần hấp dẫn nhất nha.
Nếu mà chị áp dụng những cái bố cục này á, thì cái bức ảnh của các bạn sẽ có thể chưa có đặc sắc lắm đâu. Các bạn hãy tận dụng cái khả năng mà bay lên trên trời của nó để mà chọn những cái góc chụp cố định, rồi sau đó mình hãy tận dụng năng lực Photoshop của bản thân, dùng cái năng lực đó để clone bản thân ra thật là nhiều phiên bản, thật là nhiều version. Các bạn có thể sáng tạo ra rất là nhiều những cái ý tưởng chụp cùng người yêu giống như thế này. Đặc biệt khi mà các bạn chụp ảnh phong cảnh ở một cái nơi nào đó thì các bạn nên áp dụng những chức năng có sẵn ở trên cái flycam. Đối với những bức ảnh này thì mình chụp bằng cái chế độ wide và mình sẽ hy sinh việc chụp ảnh raw để mà mình có thể chụp được cái góc rộng hơn, nhưng mà ở cái khoảng cách gần hơn so với bình thường là mình sẽ bay flycam ra xa hơn chút. Nhưng mà như vậy thì cái cảm giác nhìn nó không đã bằng cái việc là ở thấp nhưng mà chụp ảnh wide. Ok, vừa rồi là mình đã chia sẻ với các bạn không biết bao nhiêu cái tip rồi, tại vì trong những cái tip lớn nó còn có những cái tip nhỏ. Đó là những cái mà mình rút ra được từ cái kinh nghiệm cá nhân của Thịnh. Nếu mà các bạn thấy những cái kinh nghiệm này hữu ích á, thì các bạn có thể chia sẻ với người khác. Nếu mà các bạn có những cái ý tưởng nào hay hơn á, thì đừng ngại chia sẻ với Thịnh ở dưới phần comment hay là inbox riêng. Nếu như các bạn có thắc mắc về các vấn đề gì khác thì cứ thoải mái comment, Thịnh sẽ giải đáp trong những cái video sau ha. Hy vọng là các bạn vẫn tiếp tục ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn và chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong cái video tiếp theo. Bye bye.